Nam mô Bụt Nam mô Thamma Gia Nam mô Sankha. Dạ, cảm ơn quý sư, dạ kính cảm ơn quý sư. Nam mô Bụt Giá, đây là chương trình Phật pháp Buddha Tham Má trên mạng internet qua Ban Talk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021, Phật lịch năm 2564, bài học hôm nay giáo trình Kinh Tương Ưng, Samyutta Nikaya, chương 1, Tương Ưng Chư Thiên, Phẩm Cây Lao, bài 7, Kinh Không Liễu Tri, Appatiquidita Suttang. Liễu Tri Tứ Đế là theo chánh đạo, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều hao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay, Kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya, chương 1, Kinh Tương Ưng Chư Thiên, Phẩm Cây Lao, bài 7, Kinh Không Liễu Tri, Appatiquidita Suttang. Liễu tri tứ đế là theo chánh đạo. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư chúng tinh văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng học về giáo trình Tương Ưng Bộ Kinh. Ở trong giáo trình này chúng ta chỉ học có, cũng như các lần trước, là học về một bài kệ của một vị trời đi đến nói lên bài kệ đó với Đức Thế Tôn, và bài kệ do Đức Thế Tôn ngài thuyết. Kệ ngôn
Gatha cũng giống như thơ của chúng ta. Ở trong mỗi một bài kệ nó có 4 hoặc là 6 hoặc là 8, 12 câu. Và mỗi một câu như vậy thì chỉ có 8 từ. Và do đó cho nên ý nghĩa của cái bài kệ này nó không có, người nghe thì hiểu nhưng mà phải giải thích mới hiểu trọn vẹn, không giống như là cái mạch văn xuôi, cái thể thơ hay thể kệ đó thì chỉ nói một cách ngắn gọn, xúc tích. Như trong bài kệ hôm nay thì ở đây thưa quý vị, theo trong chú giải thì chúng ta lấy cái nội dung bài kệ mà Đức Thế Tôn đã trả lời cho vị trời đó nghe đó, thì nội dung là liễu tri đế là theo chánh đạo. Còn chúng sanh mà không liễu tri thánh đế đó, không liễu tri được tứ đế đó, là bị dẫn vào cái tà kiến, dẫn vào tà kiến mà ở đây bản dịch ngày dịch là dị giáo. Chế thật sự ra thì ở trong chú giải nói rằng cái chữ này có nghĩa là 62 Parawada. Parawada là 62 tà kiến. Thì bài kinh cũng dễ hiểu thôi. Và nhất là ở đây trong cái bài kệ Đức Thế Tôn thuyết, trong đó có cái chữ Samputha đó. Te Samputha Samadanya. Thì chữ Samputha đây không hẳn là chỉ riêng cho vị chánh đẳng giác là Đức Thế Tôn, mà ở đây chúng tôi nói thêm để Thượng Tọa Giảng Sư, Thượng Tọa Pháp Tân nắm cái chỗ này chút, là chữ Samputha được chú giải là Sammahetuna Karanena Putha, tức là bị giác ngộ bởi một cái nhân chân chính gọi là Putha, gọi là Samputha. Thì ở đây chú giải nói Chattarohi Putha, tức là có 4 hạng Putha. Putha là Phật á, 4 hạng giác ngộ. Sappanyu Putho, Pacheka Putho, Chattosaccha Putho, Sutta Putho Ti. Thì ở đây á, giải thích thêm trong cái phần này, qua đến phần thảo luận chúng ta sẽ có dịp chúng ta bàn tới. Còn bây giờ thì chỉ nói cách đại khái để Thượng Tọa Giảng Sư có thể nắm được cái ý, có cái hướng để mà chúng ta giảng. Bây giờ thì xin mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân và Giảng Sư hôm nay sẽ thuyết giảng bài học này. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu. Dạ, cảm ơn. Liễu tri tế là theo chánh đạo, kinh không liễu tri, Appatiquidditta Suttang. Chương 1, tương ưng, chư thiên phẩm cây lao. Từ lời nói tán thán của một vị thiên về sự ra đời của Phật và giáo pháp, bậc đạo sư đã khẳng định giữa trần gian mang xu hướng chạy theo kiến chấp sai lạc thì vẫn còn có những bậc tự thân giác ngộ, lẽ thật thâm sâu vi diệu. Chỉ có những ai liễu tri được sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ mới thực sự là liễu ngộ. Hình ảnh của những bậc giác ngộ với bước đi thông dong giữa đường đời cam go phức tạp là một minh họa, minh họa tuyệt đẹp về đạo giải thoát.
kinh văn. Nhân duyên ở Savatthi, đứng một bên vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Những ai với các pháp không liễu tri thấu suốt, bị hướng dẫn lầm lạc vòng quanh các dị giáo, họ ngủ triền miên, họ không có tỉnh giác. Nay thực đã đến thời họ cần phải thức tỉnh. Thế Tôn, những ai với các pháp khéo liễu tri sáng suốt, không bị dẫn lầm lạc vòng quanh các dị giáo, họ chứng chánh đẳng giác, họ liễu tri viên mãn, trên đường không thăng bằng, họ bước thực thăng bằng. Thích văn: Tham ma pháp sự thật, Pá tí quý đít ta, liễu tri hiểu thấu, Súp pá tí quý đít ta, khéo liễu tri, Áp pá tí quý đít ta, không liễu tri, Pá rá hòa đề xú, ni giá rê, do người khác dẫn dắt. Pá ra hòa đá, dị giáo, bản dịch, giáo thuyết sai lạc. Sambuddha, viên giác, quả vị, ứng cúng, A-la-hán. Chá ràn tí, quý sa mề, sa măng, tí. Bước vững chãi trên đường gồ ghề. Thích nghĩa, theo sớ giải thì một số điểm trong hai kệ ngôn cần xác minh, cần minh xác ý nghĩa. Tham ma có nghĩa là sự thật vi diệu chi chỉ cho tứ diệu đế, có thể dịch là chân pháp viết hoa. Parawa đá là những giáo thuyết không y cứ trên sự thật như 62 tà kiến được ghi trong kinh Phạm Võng. Brahmajala Sutta, Sutta. Bản dịch là dị giáo thường hiểu theo tiếng Anh là khuất, không hẳn là ý nghĩa ở đây. Sambuddha, bậc tự mình giác ngộ, đối ngược lại với những người nhận định do nghe theo người khác. Wisame, không bằng phẳng chỉ cho dòng đời gian lao hiểm trở. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân giảng giải bài kinh vừa đọc. Nam mô Buddhaya. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tiêu Trí, Xung Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó là ở trong phẩm Cây Lao thuộc về chương 1 của Tương Ứng Chư Thiên. Ở trong cái bài học hôm nay đó là nói đến phần tứ đế, tức là bốn sự thật. Nè, như chúng ta được biết đó là nhiều khi đó là giáo lý tứ đế là một cái giáo lý phải nói là nền tảng cốt lõi, bất cứ một vị giác ngộ nào cũng cần phải liễu tri cũng như lĩnh ngộ về bốn cái sự thật đó. Có một điều đó là chúng ta thấy rằng là với cái sự thật mà nhiều khi đó là ở trên đời này nó có những sự thật. Sự thật đó thì nó không phải là một cái điều để cho mà một cái vị chứng ngộ và khả dĩ đem đến cái sự chứng ngộ của một cái vị hành giả. Nhưng mà ở đây nói đến sự thật là những cái sự thật mà ngàn đời từ xưa tới giờ, từ Đức Phật quá khứ cho đến là Đức Phật hiện tại, cũng như là chư Phật trong tương lai,
các ngài cũng phải trải qua và cần phải liễu tri chứng ngộ về bốn cái sự thật đó, bốn sự thật đó. Có Phật giáo Bắc truyền ấy, thì người ta phân ra cái gọi là giáo lý tứ đế đó, để giống như là để cho bậc thinh văn giác ngộ chứng ngộ những điều đó. Nhưng mà điều đó đó, đối với Phật giáo Bắc truyền, người ta phân ra ngũ thời giáo thuyết. Là như vậy đó thì rõ ràng là đằng sau này, về sau này, người ta phân tích ra như vậy, người ta phân chia ra như vậy. Nhưng mà chúng ta đọc ở trong toàn bộ trong kinh điển Pali đó, thì đặc biệt là chúng tôi nhớ ở trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật ngài dạy rằng là cho đến khi nào mà Như Lai xưa chưa thật trừ từ sự liễu tri chứng ngộ về bốn sự thật này, cho đến khi đó giữa cái thế giới chư thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, Như Lai chưa tuyên bố Như Lai là vị chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng dù là trong Phật giáo, trong kinh điển Pali của chúng ta đó, thì có ba hạng Phật, mà hay gọi là ba hạng mà giác ngộ, ba hạng giác ngộ. Hạng thứ nhất là gọi là Samma Sambuddho, tức là chỉ cho Đức Phật Gotama của chúng ta, hay Đức Phật chánh đẳng chánh giác là Đức Phật Gotama của chúng ta. Thì ngài cũng là tự giác ngộ về bốn sự thật này. Và cho đến khi nào mà ngài giác ngộ về bốn sự thật này đó, thì trong cái thế giới này, từ chư thiên, ma vương, phạm thiên hay sa môn, bà la môn, thì ngài mới thật sự là tuyên bố ngài là vị chánh đẳng chánh giác. Và vị thứ hai đó, vị giác ngộ thứ hai đó là Paccekaputta, tức là chỉ cho chư Phật độc giác. Các ngài ra đời vào cái khoảng thời kỳ không có giáo pháp Đức Phật Sakyamuni, Đức Phật toàn giác, mà ở đó tự các ngài giác ngộ về bốn sự thật đó. Cái thứ ba nữa đó là một bậc Phật, một bậc giác ngộ thứ ba nữa là bậc thinh văn, tức là Savakaputta, Savaka, tức là những bậc mà được Đức Phật giáo truyền, Đức Phật giảng dạy. Và những vị này đó là nghe từ nơi chư Phật toàn giác, Đức Phật toàn giác, rồi các ngài tu tập, rồi các ngài giác ngộ, liễu ngộ về bốn sự thật này. Cho nên ở đây đó là một điều mà chúng tôi nghĩ rằng giáo lý tứ đế là giáo lý hết sức là cốt lõi và nền tảng. Bất cứ một cái vị nào giác ngộ cũng phải giác ngộ về bốn sự thật này. Trở lại đó thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến tứ đế đó, tức là nói đến bốn cái sự thật, hay người ta gọi là tứ thánh đế. Tứ thánh đế bởi vì các bậc tinh văn đều giác ngộ về bốn sự thật này, để rồi đưa đến chứng ngộ từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì đối với các cái bậc thinh văn ấy, thì các ngài giác ngộ từ nơi Đức Phật chánh đẳng chánh giác, Đức Phật chánh đẳng chánh giác giáo truyền giảng dạy, thì các ngài tu tập theo để mà giác ngộ. Rồi là các cái vị Phật cũng như là Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng cái sự thật này đó là một cái sự thật muôn đời. Chúng tôi nói muôn đời ở đây có nghĩa là từ xưa cho đến nay và mãi mãi về sau, nó cũng là sự thật, nó không bao giờ thay đổi. Trước tiên đó là sự thật nói đến cái khổ đế. Đế là sự thật, đế là sự thật. Đối với các cái bậc thinh văn giác ngộ á, cho nên gọi là tứ thánh đế. Và bốn cái sự thật này á, rất là đặc biệt, và chỉ có bậc thánh cũng như là chư vị Phật độc giác, chư vị Phật thinh văn giác
và chư vị Phật toàn giác, các ngài giác ngộ, cho nên gọi là cái điều mà màu nhiệm, cái sự thật màu nhiệm, cái sự thật mà khó có ai mà chứng ngộ về những điều đó ngoại trừ chư Phật, ngoại trừ chư Phật. Cho nên là nếu mà đối với Đức Phật ấy, thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ đề, ngài thấy rõ về những điều đó, biết rõ về những điều đó và chứng nghiệm về những cái sự thật đó. Trước tiên là nói đến cái khổ mà chúng ta được biết. Trong kinh mô tả thì có nhiều khía cạnh của khổ. Và cái khổ đó nhiều khi đó là như trong kinh mô tả là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, do chấp thủ năm quẩn nên khổ. Do chấp thủ năm quẩn nên khổ. Cái chấp thủ đó, đó tức là từ ở cái sự chấp thủ đó mà nó khiến cho chúng ta phải luân hồi. Và do sự chấp thủ đó cho nên là chúng ta có cái sự hiện khởi. Và do có cái sự hiện khởi cho nên nói là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Cho nên nó phát xuất từ ở cái khổ đó. Và cái khổ đó là sự thật. Nếu mà mình chiêm nghiệm lại trong cuộc đời này đó, thì dù là những cái người mà người cùng đinh trong xã hội, họ cũng có cái nỗi khổ của họ. Hay là những cái người mà tột cùng của vinh hoa phú quý, như là vua chúa, hay hoặc là những người mà có địa vị trong xã hội, mặc dù là có quyền bính ở trong tay, muốn cái gì được cái đó, nhưng mà những người đó họ cũng có những cái nỗi khổ của nó, những nỗi khổ của nó. Thí dụ như là bây giờ sanh ra đời thì phải khổ rồi, rồi họ có cái chịu khổ chung nhất đó là sanh già bệnh chết. Cho nên ông vua cũng phải chết thôi, ông vua cũng phải chết, ông quan cũng phải chết, rồi người thứ dân bình thường họ cũng phải chết. Cái chết đó là cũng là cái nỗi khổ, cái bệnh nó cũng là nỗi khổ, rồi cái sanh ra đời đó là một chuỗi dài của sự khổ. Bởi nếu mầm mống của sự đau khổ bắt nguồn từ ở cái sự sanh, bắt nguồn từ ở sự sanh. Tại vì chúng ta có mặt trong cuộc đời này, rồi chúng ta đóng một vai trò nào trong xã hội này, thì cái khổ đó là cái khổ chung nhất, là sanh già bệnh chết, cầu muốn không được, thương yêu xa liệt. Cho nên là tại vì sao mà chúng ta phải cầu muốn, phải ham muốn cái này, ham muốn cái kia? Vì mình nghĩ rằng thiếu cái này, mình không đủ cái này, cho nên là mình ham muốn cho được có cái này, và từ đó là mình đã khổ rồi. Cho nên là nếu mà mình nghĩ lại đó, cái người được cái này mất cái kia, và thí dụ như chúng ta được sống thọ, nhưng mà người ta lại không được sắc đẹp, hay hoặc là người ta được sắc đẹp nhưng mà người ta không được sống thọ, hoặc là người ta được giàu sang nhưng mà rồi á là người ta có những cái nỗi khổ khác, rồi người nghèo khổ đó là cũng có nỗi khổ khác. Mình thiếu cái gì đó, mình thiếu cái gì thì mình mong muốn mình được đầy đủ cái đó. Chính vì vậy cho nên là bắt nguồn từ ở cái mong muốn, cái ham muốn của chính mình, đó là ai, đó là ai. Cho nên nếu mà mình không có sắc đẹp thì mình mong muốn mình có sắc đẹp. Mình không có địa vị thì mình mong muốn mình có địa vị. Mình bệnh hoạn ốm đau thì mình mong muốn mình được khỏe, mong muốn mình được khỏe khoắn, không bệnh hoạn, vân vân. Rồi là mình nghèo cho nên mình mong muốn mình giàu. Thế vì vậy cho nên chính cái sự mà mong muốn nó thôi thúc cho cái sự khổ của mình, và sự hiện diện của sự khổ đó mà Đức Phật ngài nói là cầu muốn không được là khổ. Mình mong muốn rất là nhiều, nhưng mà tất cả những cái điều đó nó không mấy là bao cái sự y như ý nguyện của mình được. Và chính sự khao khát đó nè, làm cho mình khổ. Rồi tóm lại đó là chúng ta có cái gì? Có cái thân này, có cái thân này, do chấp thủ cái thân này, chấp thủ cái thân này. Thân này là sắc quẩn, là tôi,
tức là thân này là của tôi, rồi cả sự cảm thọ này của tôi, tưởng quẩn này của tôi, thọ quẩn này của tôi, hành quẩn này tôi, thức quẩn này của tôi, cái chấp đó. Hay hoặc là trong cái sắc thọ tưởng hành thức này đó, là có cái của cái tôi trong đó, như từ ở cái đó, đó. Hay hoặc là có tự ngã của tôi trong đó. Cho nên là cái khía cạnh nào đi nữa thì mình cũng nghĩ rằng có tôi trong, có cái tôi trong. Và từ đó, đó cho nên là cái khổ mà chúng ta diễn ra. Cái trước mắt mà chúng ta thấy đó là mình thiếu cái gì, mình mong muốn cái đó. Do mình thiếu thốn cái đó cho nên là mình mong muốn cho có được cái đó, cho nên là khổ. Nó bắt nguồn từ ở cái tham ái. Rồi cũng chính cái tham ái đó khiến cho chúng ta tiếp diễn, tiếp diễn của đời sống luân hồi. Có khi thì chúng ta may mắn được làm người đó, so với các cái cõi khổ khác thì chúng ta làm người nó cũng là sự may mắn rồi. Bởi vì mình khó thai mình mới được sanh làm người mà. Làm người có tứ chi, có trí tuệ, có sự hiểu biết hơn người ta, hơn những chúng sinh khác. Thì làm người đó, nó cũng là một cái sự may mắn, cũng có phước. Rồi những cái vị chư thiên ở cõi trời dục giới, những cái vị phạm ở cõi trời sắc giới, vô sắc giới, có những cái nỗi khổ nhất định. Mà ở trong cái khổ đó đó, thì Đức Phật Ngài nói là cái khổ khổ Dukkha-dukkha-ta, tức là cái khổ mà nó dồn dập, nó chồng chất cho cái khổ này. Chúng ta có khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ nạn tai, khổ kiếp nạn, khổ đủ thứ chuyện trên cuộc đời này. Rồi cái sự hạnh phúc của chúng ta nó đang có, bỗng nhiên nó bị mất đi vì yếu tố này, vì nguyên nhân nọ. Cái hạnh phúc nào mà mình nghĩ rằng đó là hạnh phúc, hạnh phúc của sự ăn no mặc kỹ, của sự ngủ ngon, hay là hạnh phúc của cái sự thỏa thích ở trong cái sự ham muốn của chính mình. Mình đáp ứng được cho cái sự thỏa thích của chính mình mà mình thấy sự thỏa thích đó mà tự nhiên bây giờ bị mất đi. Cái hạnh phúc nó đang có mà bị mất đi, có thể nói đó là hoại khổ. Hoại khổ. Rồi cái hành khổ, tức là các cái sự cảm thọ thay đổi ở trong đời sống của chúng ta, nó từ trạng thái này sang tới trạng thái nọ. Cái hạnh phúc mà bị mất đi đó là cái hoại khổ. Rồi cái hành khổ là cái đau khổ, nó dồn dập cho cái sự đau đó. Và mọi cái sự thay đổi ở trong các cái cảm thọ của chính mình, và đó là cái sự hành khổ. Cho nên là có thể nói rằng những vị chư thiên ở cõi trời dục giới, hay là những vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới, hay là những vị phạm thiên ở cõi trời vô sắc giới, người ta không có cái khổ già, khổ bệnh, khổ đau, khổ chết như chúng ta, nhưng mà họ có những cái nỗi khổ nhất định. Nỗi khổ nhất định đó là hành khổ hay là hoại khổ. Cho nên là mặc dù là họ thỏa thích ở trong cái sự hỷ lạc ở trong thiền chứng của họ. Mình biết rằng một vị phạm thiên chứng thiền cũng là một cái trình độ cao ở nội tâm. Họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái đó cũng là một cái trình độ của nội tâm, cao của trình độ nội tâm. Nhưng mà họ có những cái nỗi khổ của nó nữa, là họ thỏa thích hỷ lạc ở trong các cái thiền chứng của họ. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó thì họ cũng phải là mất đi cái kiếp sống của họ, tự động biến mất. Chúng ta cũng biết đó, họ là quá sanh mà. Chứ các vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới cũng là quá sanh, rồi các vị chư thiên ở cõi trời dục giới cũng là quá sanh. Nhưng mà cái cõi nào cũng vậy, chúng sanh ở cõi nào cũng vậy, cũng có cái tuổi thọ nhất định, và đến một lúc nào đó thì cũng sẽ hủy hoại, cũng cái thân này cũng sẽ mất đi, cái thân ngũ uẩn này cũng sẽ mất đi, rồi chúng ta cũng lại lưới tiếp tục luân chuyển ở trong luân hồi sanh tử. Đó là mình nói các cái cảnh giới của các cái cảnh giới của chư thiên hay là phạm thiên sắc giới, giữa sắc giới. Nhưng mà nói đến cõi người của chúng ta thì nó muôn hình dạng trạng cái khổ. Cho nên á, mình là cái người mà kém may mắn gì đó,
mà mình cho rằng là mình thật sự là cái người tột cùng của sự khổ. Nhưng mà có những người còn khổ hơn mình, khổ hơn mình. Rồi có những người không phải là những người tột cùng của vinh hoa phú quý mà họ không có cái khổ đâu. Họ có cái khổ của họ. Chúng tôi nhớ cách đây cả khoảng mười mấy năm có một cái bộ phim mà nhà giàu cũng khóc á. Ở đây muốn nói tới là có một điều đó là không phải nói như vậy là cái người giàu mà họ không có khổ đâu. Cho nên họ có cái khổ của họ. Người được cái này nhưng mà họ mất cái kia. Là chính cái gì? Chính cái sự khao khát của mình nó là động thúc đẩy làm cho mình đau khổ. Vậy thôi. Khao khát ham muốn của mình. Ở trong hiện tại thì mình ham muốn được cái này, được cái kia. Nhưng mà ở trong tương lai là do mình ước vọng sự tái hiện, ước vọng sự có mặt, ước vọng của sự hiện hữu ở trong cuộc đời. Và hả có hiện hữu thì nó có vô thường, hả có hiện hữu thì khổ đau. Đó là sự thật. Bây giờ là nói đến cái sự thật thứ hai nữa, đó là tập đế. Tập đế ở đây nói cho rõ, tức là chính cái tham ái. Chính tham ái. Quý vị, dục ái, sắc ái hay là vô sắc ái? Dục ái, sắc ái, vô sắc ái là mình nói đến cái cõi, các cái cảnh giới, cõi cảnh giới. Thí dụ như chúng sanh do thỏa thích ham muốn ở trong cõi dục để thụ hưởng trong ngũ dục, rồi tái sanh ở trong cõi dục. Rồi chúng sanh thỏa thích, ham thích ở trong cái hỷ lạc, ở trong thiền chứng của thiền sắc hoặc là vô sắc, để rồi hiện hữu ở trong cõi sắc hoặc là cõi vô sắc. Nhưng mà cũng chính cái tham ái này đó, là chúng ta thấy rằng trong cái giáo lý duyên khởi đó, thì chúng ta thấy có cái ba nhân, đó là phiền não đó. Ba cái pháp mà gọi là phiền não, cái nhân phiền não đó, đó là gì? Vô minh, tham ái và chấp thủ. Cho nên cái tham ái đó là cái yếu tố mà cái gì khiến cho chúng ta phải nắm níu, chúng ta mong muốn, chúng ta tham cầu cái này cái nọ, do cái chúng ta không biết rõ. Không biết rõ đó là gì? Đó chính là vô minh. Cho nên là cái sự định nghĩa của vô minh là gì? Bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Tức là mình không hiểu rõ về khổ, không hiểu rõ được nguyên nhân sanh khổ, tức là tập đế. Không hiểu rõ được sự chấm dứt khổ, và không hiểu rõ được cái phương pháp hay cái sự hành trình, hành trì để mà đưa đến chấm dứt khổ. Không biết điều đó. Và chính vì không biết điều đó, đó bốn sự thật đó, đó, cho nên gọi là vô minh. Cho nên cái người còn vô minh thì còn luân hồi. Mà vô minh nó là cái yếu tố để khiến cho chúng ta có cái sự hành động. Có cái hành động. Hành động trong vô minh. Đó là chúng ta tạo nghiệp. Dù là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Nhưng mà còn tạo nghiệp thiện thì quả mai chăng á, thì sanh cảnh giới an lành. Mà tạo cái nghiệp bất thiện thì sanh cõi khổ. Nhưng mà dù là sanh cõi khổ hay là cõi an lành đi nữa, thì cái đó nó cũng là sự hiện hữu của sự khổ. Cho nên cái tham ái vô minh là một pháp, là tập nhiễm của phiền não. Rồi tham ái cũng là tập nhiễm của phiền não. Rồi chấp thủ, mà đặc biệt là dù nói là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ, nhưng mà đặc biệt là ở đây đó, nếu chúng ta đắm nhiễm ở trong cái sự dục thủ, tức là sự thỏa mãn, thỏa thích ở trong mắt, thấy, tay, mũi, ngửi, lưỡi, nếm, thân xúc chạm đó, thì mình nói rằng mình sửa thỏa thích tham minh, rồi gắn với cái tôi, cái ta ở trong cái sự thỏa thích đó, đó là dục thủ. Nhưng mà cái ngã chấp thủ, tức là mình gắn cái tôi của mình ở trong ngũ quẩn, ở trong cái ngũ quẩn này. Ngũ quẩn là tôi, sắc quẩn là tôi là sắc quẩn là tự ngã của tôi có trong sắc quẩn, vân vân. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng vậy. Do chúng ta gắn như vậy, do chúng ta cố chấp như vậy, chúng ta chấp thủ như vậy, cho nên là cái sự hiện khởi của đời sống nó là khổ hiện tại, rồi nó tiếp diễn cho đời sống tương lai. Chúng ta có hiện khởi là có khổ, mà cái gì có hiện khởi ở tưởng quẩn, mình nhìn lại đó, chúng nhìn lại đó, là dù là chúng ta có năm quẩn cũng khổ.
rồi các chúng sanh ở trong cõi tứ quẩn như là cõi vô sắc đó, có bốn thành phần danh quẩn thôi cũng khổ, tức là họ có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và tức quẩn, nhưng họ không có sắc quẩn cũng khổ. Rồi là những chúng sanh chỉ có nhất quẩn là cõi vô tưởng, chỉ có sắc quẩn thôi, mặc dù là họ không có cảm thọ, nhưng mà sự hiện khởi đó cũng chỉ là một cái kết quả cho đời sống do tham ái còn lại, cho nên là họ cũng phải khổ. Vì vậy cho nên ở đây có thể nói rằng là tập đế, tức là tham ái. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy như thế này, Ngài dạy rằng là tham ái sinh sầu, tham ái sinh lo sợ, ai dứt trừ tham, không sầu, không sợ hãi. Mà ai dứt trừ? Dứt trừ hoàn toàn, thì đó có thể nói là bậc giác ngộ hoàn toàn, dù là bậc thinh văn, hay là dịch bậc độc giác, hay là chư Phật toàn giác. Những vị đó mới thật sự là đoạn trừ tham ái hoàn toàn, hoàn toàn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái tham ái là chất liệu để dắt dẫn cho chúng ta đi đến sự tiếp diễn có mặt ở trong đời sống, hiện khởi của đời sống, của sự khổ đau, dù nó ở khía cạnh của khổ khổ dukkha, hay là nó ở khía cạnh của hành khổ là sankhara dukkha, hay là hoại khổ vibarina dukkha, thì đều là trong hiện của cái sự khổ, mà bắt nguồn từ ở cái tham ái đó mà ra. Đối với các bậc thánh á, thì các ngài thấy rõ khổ đế á, là các ngài đã biết rõ như vậy. Biết rõ như vậy. Dù là bậc thánh Tu Đà Hoàn thì các ngài cũng biết rõ, mặc dù là cái biết là cũng chỉ biết rõ trong một cái sơ khởi. Và cho đến bậc thánh Vô Lậu là bậc thánh A-la-hán thì các ngài thấy rõ một cách rõ ràng là cái khổ này nó là như vậy. Chúng ta đã nhiều khi là biết khổ, biết khổ. Khổ là có khi mình gặp những cái sự khốn đốn quá, khốn đốn. Tận cùng của sự khổ, tận cùng của sự khổ về xác thân, tận cùng của sự khổ về tâm lý. Rồi mình nói là mong làm sao đừng có khổ nữa. Nhưng mà mình biết khổ đó chỉ trong chốc lát đó thôi. Khổ thì biết khổ, nhưng mà mê thì vẫn nhầm mê. Là vì sao? Vì chúng ta còn vô minh. Đối với một người còn phàm phu thì còn vô minh. Cho nên là cái khổ của mình á, mình chỉ biết khổ, rồi có thể là một chút nào đó chúng ta nhũng chí, chúng ta nhàm chán. Nhàm chán ở đây trong cái nghĩa tương đối. Rồi hết cái sự khổ, rồi bắt đầu chúng ta trở lại sự mê mờ trở lại. Mê thì biết khổ thì biết khổ, nhưng mà mê vẫn là mê. Cho nên rồi đâu cũng vào đó, đâu cũng vào đó. Rồi thậm chí người ta bị mang cái thân khổ, cho nên là người ta mong đừng có làm người nữa. Đừng có làm người nữa. Với lại đừng làm người để rồi làm vật vô tri vô giác. Cũng chưa khắc là phải khổ. Nhưng mà làm sao là vật vô tri vô giác như là cái cây, cái cỏ hay là cái cây, cái cục đá mà bảo là họ có cảm giác, cảm thọ để đau khổ. Vì họ nghĩ là như vậy, chứ sự thật ra là khi mà chúng sanh hiện hữu, chúng ta nói đến hữu tình, tức là những chúng sanh có thức tánh, có sự sống, có sự cảm thọ trong đời sống, thì cái nguyên nhân mà đưa đến khổ đó là chính là tham ái. Cho nên ở đâu có tham ái thì ở đó có khổ đau. Mà cái tham ái đó là đối với các bậc thánh thấy rõ là cái nguyên nhân đưa đến khổ. Nguyên nhân đưa đến khổ. Sư nghe nè Thảo ơi. Dạ con xe rồi. Rồi, thôi vậy nha. Sư mất dạng. Rồi, rồi.
Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ. À, cảm ơn quý vị. Vừa khen cái là nó tới hen rồi. Cho nên cái tập đế tức là tha mái. Có nhiều người nói tại sao đạo Phật rất là tiêu cực, là vì nói sự khổ không? Nhưng mà sự thật ra đó, con người của mình đó, là mượn cái khổ để làm cái vui. Và nhiều khi mình cũng chưa không thể tỏ tường được là cái nguyên nhân đưa đến khổ. Chỉ thấy cái quả của nó là như vậy, cái kết quả là như vậy, rồi than trời trách đất. Nhưng mà rồi đó là cái gì cũng vậy, nó đều có cái nguyên nhân dẫn đến. Quý vị còn nghe được không? Dạ. Cho nên nói đến cái tập đế tức là tha mái. Mà hả, đâu có tha mái thì ở đó có khổ đau. Mà bậc thánh thấy được đó là chính ở trong cái ngũ quẩn của chính mình, chứ không phải là những cái gì ở bên ngoài không, mà thấy được ở trong mỗi cái sự sanh diệt của ngũ quẩn của mình. Các vị thấy được cái sự khổ đó qua cái trí đạo của các ngài, trí đạo của các ngài. Chúng ta có thể có cái cảm nhận được sự khổ một phần nào đó của trí văn, tức là nhờ học hiểu Phật pháp chúng ta hiểu được. Rồi chúng ta có một chút suy tư, tức là cái trí tư, chúng ta suy tư về cái lời dạy liên quan với cái kiếp nhân sinh của mình, liên hệ với kiếp nhân sinh của mình. Rồi mình cũng có ngẫm nghĩ, tẩm nghiệm được phần nào đó ở trong cái kiếp nhân sinh của mình qua cái sự khổ đó. Nhưng mà chúng ta chưa có cái trí tu, tức là chưa có thể chứng ngộ, liễu ngộ được bằng với cái trí thánh đạo. Thánh đạo, chỉ có cái trí thánh đạo mới thấy được cái sự sanh diệt, thấy được cái sự tập khởi của sự khổ từ ở trong thân của mình và sự khổ ở trong thân của mình. Cho nên nói đến tha mái là một cái yếu tố quan trọng, cái chất liệu quan trọng để tạo nên đời sống luân hồi này. Mà ba pháp vô minh, tha mái và chấp thủ, nó là chất liệu quan trọng để tạo nên cái đời sống luân hồi này. Vì do vô minh cho nên chúng ta hành động, hành trọng trong cái vô minh. Rồi do do vô minh cho nên là chúng ta tha mái, chúng ta không biết. Rồi do cái vô minh cho nên là chúng ta chấp thủ ở trong năm quẩn này. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái pháp thứ ba, tức là diệt đế. Diệt đế. Diệt đế ở đây đó, có thể nói đó là sự chấm dứt hoàn toàn sự khổ. Hay nói cách khác, ở đâu có hiện khởi của năm quẩn thì ở đó có khổ. Không ở khía cạnh của khổ khổ, hoại khổ, khổ khổ thì cũng là hoại khổ, hành khổ. Cho nên ở đâu có hiện hữu của năm quẩn là khổ. Niết bàn, niết bàn có thể hiểu đó là giống như là một trạng thái chấm dứt của ngũ quẩn. Chấm dứt của ngũ quẩn. Bởi có chấm dứt của ngũ quẩn mới là không còn khổ. Còn hả, ở còn ngũ quẩn là còn khổ. Chúng ta thấy rằng nếu nói trong Di Diệu Pháp á, thì sắc quẩn á, có thể đó là 28 sắc pháp. Thọ quẩn á, là sở hữu thọ. Tưởng quẩn là sở hữu tưởng. Hành quẩn là 50 tâm sở còn lại, trừ tâm sở thọ, tâm sở tưởng. Và thức quẩn là 121 tâm. Còn niết bàn là ngoại quẩn. Cho nên ở đâu á, là không có quẩn, có nghĩa là đồng nghĩa là niết bàn. Cho nên niết bàn định nghĩa rất là nhiều. Niết bàn định nghĩa rất nhiều. Hay là diệt đế, tức là chỉ nikrotha, là sự chấm dứt hoàn toàn sự khổ, hay là sự không còn tái hiện của năm quẩn, hay là không còn có tái hiện, không còn có sự hiện hữu của phiền não. Phiền não hả, còn phiền não thì còn khổ đau, ít là, hoặc là nhiều, ít hoặc là nhiều, hay là còn hiện hữu của năm quẩn là còn khổ. Vì vậy niết bàn có thể nói là một trạng thái chấm dứt hoàn toàn, hay là bất tử.
Bất tử là vì sao? Vì không sanh, cho nên bất tử. Cho nên chúng ta sanh á, nếu mà mình nói trong cái nghĩa đen, có nghĩa là bắt đầu chúng ta có mặt ở trong bào thai của mẹ mình, hay là bắt đầu là chúng ta chào đời đi. Nhưng mà sanh ở đây đó là trong mỗi phút, mỗi khắc, mỗi thời khắc, dù là danh pháp, sắc pháp nó sanh khởi, cũng có nghĩa là hiện khởi của sự sanh. Mà ở đâu có hiện khởi của sự sanh thì còn có sự khổ. Cho nên niết bàn có thể là chấm dứt sanh. Vì vậy cho nên là mình có thể nói rằng là các bậc thánh thường có những lời cảm thán sau khi chứng ngộ hoàn toàn. Các ngài mới nói như thế này, ngài nói lên những lời cảm thán: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đặt gánh nặng xứng. Sanh uống không còn trở lại trạng thái này nữa. Có nghĩa là phạm hạnh là con đường mà đưa đến chấm dứt đau khổ, tức là giới định tuệ các ngài đã viên mãn. Và sanh đã tận, tức là nguồn gốc mà sanh, dù là nhất quẩn, ngũ quẩn hay là tứ quẩn, thì cũng không còn cái sự tái sanh đó nữa, không còn có cái sự sanh nữa. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm. Nếu mà để xuất gia ở trong cái đời sống thánh thiện ở trong Phật pháp này, mà cái mục đích cuối cùng hay lý tưởng cuối cùng là chỉ là mong sao chấm dứt sanh tử luân hồi, chấm dứt sự khổ đau mà thôi. Đó là như vậy. Cho nên là việc nên làm đã làm, việc nên làm đã làm, việc gì cần làm thì đã làm. Đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa, có nghĩa là sanh tử không còn. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng diệt đế là sự chấm dứt hoàn toàn. Sự chấm dứt hoàn toàn có thể nói là một bậc A-la-hán sau khi đã chứng quả vô thượng giác ngộ bồ đề rồi đó, thì các ngài đã hoàn toàn không còn mầm mống sanh tử nữa. Nhưng mà cái quả dư sót của luân hồi còn, đó là còn của ngũ quẩn, còn ngũ quẩn còn dư sót. Vì vậy cho nên là trong kinh gọi đó là hữu duy niết bàn, tức là các ngài đã chấm dứt cái nhân sanh tử luân hồi, mầm mống sanh tử luân hồi không còn, nhưng mà còn quả dư sót của luân hồi còn, đó là còn tái hiện của ngũ quẩn, điển hình là còn thân này. Cho các ngài còn cảm thọ ở đây là thể chất về thể xác. Các ngài còn phải nóng, phải lạnh, còn phải đau, phải bệnh, rồi còn có đói, có no, những cái trạng thái của cảm thọ về sắc thân đã có. Nhưng mà đối với cảm thọ của nội tâm đó, về để mà sanh phiền não thì do các ngài đã đoạn tận phiền não rồi, cho nên là không có cái phiền não, cảm thọ của phiền não hay là ưu, hay là cái phiền não nó sanh lên từ đó, nó không có. Vì vậy cho nên là sau khi ngài đã bỏ thân ngũ uẩn này rồi, các ngài trở vào trạng thái vô duy niết bàn, tức là không còn tái hiện của ngũ uẩn nữa, giống như là một cây đèn mà đã chấm dứt hết tất cả, không còn ánh lửa cháy nữa, thì nó cũng không đi về đâu, không biết sẽ ngọn lửa sẽ đi về đâu. Vì vậy cho nên là niết bàn là sự chấm dứt, hay là hay gọi là bất tử. Bất tử là gì? Không sanh, cho nên là không tử. Còn cái gì có sanh ra thì dù sớm dù muộn, lâu hay là mau, pháp phủ vi mà, thì cái đó nó có hiện khởi của pháp phủ vi, thì còn mọi cái sự hoại diệt. Pháp phủ vi là vậy. Cho nên trong kinh gọi là Sabbe Sankhara Anicca, Sabbe Sankhara Dukkha và Sabbe Dhamma Anatta. Chư hành là vô thường, chư hành là khổ, và chư pháp là vô ngã. Chư pháp là vô ngã. Như vậy thì cái niết bàn là một cái trạng thái một vị chứng đắc được. Đó chỉ cho cái diệt đế, bởi vì không có cái sự hiện khởi của năm quẩn, không có cái sự không có cái bóng dáng của phiền não nữa. Đó là điều mà chúng ta thấy ở trong niết bàn là như vậy.
Nhưng mà một người chỉ có khi nào đạt được Niết Bàn, chứng đắc được Niết Bàn, thì vị đó mới biết được cái sự an lạc của Niết Bàn là gì. Cái an lạc của Niết Bàn là an lạc tối thượng, như là trong kinh nói là Nibbanang Paramang Sukhang, đó là an lạc. Niết Bàn là an lạc tối thượng là gì vậy? Chỉ có những vị mà đạt được, chứng đắc được Niết Bàn, tức là diệt đế, đến với các thành tựu của các vị ấy. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái việc nữa, cái sự thật nữa, đó là sự thật nữa, đó là khổ đạo đế. Đạo đế, bởi vì đạo đế là một phương pháp hay điều kiện để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Một người mà muốn chấm dứt sanh tử luân hồi là phải thực hành đạo đế. Thực hành đạo đế, chúng ta có thể nói rằng ngày xưa đó, thời Đức Phật cũng vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta về những cái sự tu tập, về những cái con đường mà những con đường mà đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, những phương pháp. Dù là gì đi nữa thì cũng có nghĩa là thực hành giới, định và tuệ để chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng mà rồi đó thì thời gian Phật giáo trôi qua, thời gian ấy nó sẽ thay đổi, nó có những cái biến đổi, rồi nhiều cái chủ trương về pháp môn này, pháp môn nọ, cho pháp môn này là tối thắng, nói pháp môn này là duy nhất, pháp môn này là tu tắc, pháp môn này là cao siêu, tự cho là như vậy. Nhưng mà sự thật ra đó, những cái pháp môn đó chúng ta nói như vậy thôi, mà chúng ta tu gì thì tu, nếu mà nếu không thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, hay là nói một cách gọn đó là thực hành bát chánh đạo. Bát chánh đạo tức là pháp 48 pháp chân chánh để một vị hành giả thực hành, hay là bát thánh đạo là 8 cái pháp mà bậc thánh nương tựa vào đó tu tập để mà đưa đến giác ngộ và chứng ngộ, từ ở chứng ngộ về 4 cái sự thật này, cho nên ta gọi là bát thánh đạo. Còn bát chánh đạo tức là 8 cái phương pháp chân chánh mà vị hành giả tu tập. Và trong bát chánh đạo đó, hay là đạo đế nói rộng là 37 phẩm trợ giác ngộ. Nhưng mà mình nói một cách ngắn gọn, tức là tu tập bát chánh đạo, bát thánh đạo tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cho nên nếu mà mình nói trên phương diện hiệp thế, tức là trên phương diện tu tập á, thì bát chánh đạo cũng là một phương pháp để cho chúng ta tu tập. Đó là một phương pháp để cho chúng ta tu tập. Bởi vì nếu chúng ta nhìn nhận nhân quả, chúng ta thấy rõ đúng biện pháp của Đức Phật dạy, nào đúng, nào sai, cái điều nào sai chúng ta biết rõ, điều nào đúng lời của Phật dạy chúng ta hành trì, đó cũng là người có chánh kiến đấy chứ, có chánh kiến đấy, chánh kiến. Rồi chúng ta suy nghĩ, suy tư về lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta suy gẫm về cái kiếp nhân sinh của mình, rồi chúng ta suy gẫm về luân hồi, chúng ta suy gẫm về nhân quả, chúng ta suy gẫm về về nghiệp báo. Chúng ta suy gẫm về 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 cái sự thanh tịnh. Khi chúng ta có những cái sự suy gẫm như vậy đó, là chúng ta có được cái chánh tư duy. Rồi đời sống chúng ta luôn luôn ngăn ngừa bởi hành động lời nói xấu đi, cái nào mà đưa đến cái quả bất thiện do khẩu nghiệp bất thiện, cái nào mà đưa đến cái hành động để rồi mưu sinh cho cuộc sống mà hành động đó trái vại đó, thì phải nói rằng là hành động không tốt. Đó là đời sống của cái người đó không có chánh mạng. Nhưng mà một người có sự thu thúc, biết rõ được là cái nào nó sai trái không làm, cái nào không đúng thì không nói, không nói, đó là chúng ta có được cái đời sống giới hạnh. Rồi bây giờ nếu chúng ta tu tập mà không có cái sự tinh tấn ở trong thiện pháp, chúng ta không có đặt trọng tâm về đời sống nội tâm,
đó là giữ đời sống chánh niệm, hay hoặc là đời giữ đời sống chánh định ở trong đời tu tập của mình, rồi thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta có được những cái điều đó, có tấn ở trong thiện pháp, rồi có giữ được cái đời sống nội tâm chánh niệm chánh định, thì chúng ta có được phần định ở trong nội tâm, ở trong nội tâm. Như vậy thì đó là giai đoạn của một cái người tu tập, như chúng ta đang tu tập ở đây, đang trau dồi ở đây. Tất cả những điều đó nó có thể làm nhân đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, nó có thể làm nhân đưa đến, nếu chúng ta chưa đoạn từ phiền não thì chúng ta còn luân hồi, thì ít ra nó cũng là những nhân lành để đưa đến cái tái sanh cảnh giới an vui. Và ở trong giai đoạn tu chứng thì đây là chỉ cho cái trí tuệ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nói trong Di Diệu Pháp đó là chánh kiến, tức là sở hữu trí tuệ. Chánh tư duy là sở hữu tầm. Chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ. Chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp. Chánh mạng là sở hữu chánh mạng. Chánh tinh tấn là sở hữu cần. Chánh niệm, chánh định là sở hữu nhất hành, và chánh niệm là sở hữu niệm. Và sở hữu bát chi đạo này nếu mà họp ở trong tâm đại thiện đó, thì đó là giai đoạn tu tập, tức là chúng ta trau dồi tu tập. Và nếu mà sở hữu bát chi đạo này nếu mà họp ở trong tâm đạo của bẩn đó, thì đó là cái khả năng để sát trừ phiền não, đưa đến cái chứng đắc niết bàn. Chứng đắc niết bàn. Như vậy thì ở đây chúng ta nói đến là khổ đế đó, và khổ đế là quả, tập đế là nhân. Tập đế là nhân. Khổ đế là quả, tập đế là nhân. Vì có nhân là tập đế, là tham ái, cho nên là chúng ta có cái khổ, có cái khổ mà hiện hữu ở dưới cái trạng, ở cái khía cạnh này hay là khía cạnh khác, trạng thái này hay trạng thái khác, thì cái đó cũng là cái quả của tham ái. Nhưng mà diệt đế nó không phải là quả của đạo đế, mà là diệt đế nó là hiển nhiên khi mà tiến trình, khi mà phương pháp của chúng ta thực hành, đó là hành gì? Đạo đế đó, mà chúng ta có sự thực hành thì đó là một trong những cái phương pháp để hành trì. Và khi mà hành trì đúng mức độ như vậy thì đưa đến chứng ngộ của Niết Bàn, đưa đến chứng ngộ của Niết Bàn. Thì chúng ta không thể nói đó là đạo đế lên mà diệt đế là quả, mà nó là điều kiện để đưa đến pháp, để đưa đến chứng đắc Niết Bàn mà thôi. Chứng đắc Niết Bàn được rồi. Và ở đây Đức Phật Ngài nói khổ đế là pháp cần phải biết. Mà biết ở đây là đối với các bậc thánh á, đối với các bậc mà giác ngộ đó, liễu tri đó, thì các ngài biết rõ đây là khổ. Rồi là tập đế là pháp mà cần phải đoạn trừ, thì các ngài đã đoạn trừ. Có nghĩa là tham ái hay là phiền não đó, các ngài đã đoạn trừ hoàn toàn. Mà gốc rễ, nguồn gốc, cốt lõi của nó chính là tham ái. Cho nên là các ngài đã đoạn trừ, thấy rõ là đã đoạn trừ, thấy rõ là pháp cần đoạn trừ, thì các ngài đã đoạn trừ. Mà đoạn trừ ở đây là đoạn trừ tập đế, đoạn trừ tham ái. Rồi đạo đế là diệt đế, là pháp mà cần phải được chứng đắc, thì các ngài đã thành tựu. Các ngài đã thành tựu chứng đắc, tức là niết bàn. Đạo đế là pháp mà các ngài cần phải tu tập, cần phải trau dồi, thì các ngài đã trau dồi một cách nghiêm mật, trau dồi một cách cẩn thận,
và trao dồi một cách rõ ràng là các ngài chứng đắc cái đấy, cái sự thật đó, đó là sự thật ngàn đời. Vì vậy cho nên là nếu mà nói bát chánh đạo, bát thánh đạo là con đường cổ xưa, con đường cổ xưa có nghĩa là con đường xưa nay ba đời chư Phật cũng thực hành để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Chúng ta biết đến nói đến tứ giới đó là nền tảng cốt lõi để đưa đến giác ngộ của ba cái bậc giác ngộ, từ cái bậc mà Samma Sambuddho hay là Paccekabuddho hay là Savakabuddho, các ngài cũng giác ngộ về bốn sự thật này, bốn sự thật này. Cho nên là khi mà nói đến sự chứng ngộ, đây là bốn sự thật này ngàn đời, từ xưa đến nay, các ngài, khi Đức Phật ngài đã trình bày những điều đó là sự thật muôn đời, không bao giờ thay đổi. Và đây là một trong những cái pháp cốt lõi nền tảng, như là ở trong bài kinh Dụ Dấu Chân Dôi, Đức Phật ngài dạy rằng là trong tất cả các dấu chân thì dấu chân, các dấu chân muôn thú ở trong rừng đó, thì không có cái dấu chân nào lớn bằng dấu chân dôi, bởi dấu chân dôi là bao trùm tất cả các cái dấu chân của các con muôn vật ở trong 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 khu rừng. Thì trong tất cả các thiện pháp thì tứ đế là bao trùm trong tất cả các cái thiện pháp. Thì ở đây chúng ta thấy là nói trên khía cạnh của ngũ uẩn, hay nói trên khía cạnh giáo lý duyên khởi, hay chúng ta nói trong khía cạnh của tứ đế, đó là cốt lõi nền tảng để đưa đến chứng ngộ. Và khổ đế là pháp mà các ngài đã liễu ngộ, thấy rõ, là biết rõ đây là khổ, các ngài đã biết rõ. Rồi tập đế thì các ngài biết rõ và đoạn trừ. Đoạn trừ tập đế tức là tha mái, các ngài đã đoạn trừ. Diệt đế thì các ngài đã chứng đắc. Và đạo đế là các ngài đã thực hành một cách viên mãn, viên mãn. Vì vậy đây là một cái nền tảng cốt lõi ở trong đạo Phật. Và muốn giác ngộ thì cũng không ai, không thể nào mà nói là không trải qua hay là không thực nghiệm, chứng nghiệm về bốn sự thật này. Và nếu mình nói tứ đế thì khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, tức là tha mái cần phải đoạn trừ, não cần phải đoạn trừ. Và diệt đế là pháp cần phải được chứng đắc, đạo đế là pháp cần phải tu tập. Muốn được chứng đắc thì phải tu tập, tu tập đường đạo đế, tức là 37 phẩm trợ giác ngộ hay là bát chánh đạo, để chúng ta nói ngắn gọn là như vậy. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây, có lẽ là còn nhiều ý nghĩa rất là quan trọng trong cái bài học hôm nay. Chúng tôi nghĩ rằng chư Tôn Đức sẽ dành thời gian còn lại để thảo luận bàn sâu rộng thêm, để chúng ta được hiểu rõ hơn hơn về giáo lý tứ đế này. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con xin kính chúc chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa thú kính trinh thượng tọa pháp tinh. Kính bạch thượng tọa, tôi xin trước máy và nghe được không? Nếu được xin thỉnh thưa cho cô thôi lúc đầu tiên. Thượng tọa tôi siêu thượng dạ. Bất thế mà chúng ta nói đến một vị mà tự mình giác ngộ, dạ, không thì chỉ dạy cho. Dạ. Chúng ta hiểu như thế nào gọi là tự mình giác, không thì chỉ dạy. Và tại sao cái sự tự mình giác ngộ của chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác lại là một điều không dễ dàng, là rất là hiếm có này. Xin thượng tọa Quan Hỷ dạy cho cái điểm này.
Nam mô Bụt Thầy Già. Kính bạch Thầy Tùng Đức, kính thưa quý Phật tử. Một vị giác ngộ không như Thầy chỉ dạy, tức là chỉ cho cái vị A-la-hán chánh đẳng giác hay là bậc toàn giác, gọi là Sappanyuvuttho. Vị này phải trồng đủ 30 pháp ba la mật Samatin sát paramiyo puritva ma sampo thinh tập tô Sappanyuvuttho nama. Câu chú giải là như vậy. Còn đối với một vị độc giác gọi Pa Che Ca Bồ Thô thì ở đây có câu giải, có câu chú giải nói rằng Kappa Satasa Sa Thikani Dve Sankhyaya Yami Paramiyo Puritva Sajyam Phu Tăng Pa Tô Pa Che Ca Bồ Thô Nama. Tức là vị đầy đủ pháp độ bậc hạ bậc trung tu tập hai a tăng kỳ và hơn 1000 đại kiếp, kiếp trái đất, hơn ngàn kiếp trái đất, 100.000 kiếp trái đất, thì mới tự mình đắc chứng thành bậc chánh, bậc độc giác Sappanyuvuttho. Thì do đó cho nên khi mà một vị có khả năng tự mình giác ngộ là một điều rất khó, là bởi vì phải tu tạo ba la mật. Từ hai cấp cho đến ba cấp và thời gian thật dài. Đối với vị tuần, đối với vị độc giác á, thì hai an tâm kỳ, 100.000 đại kiếp. Một trăm ngàn kiếp, kiếp trái đất á, thì thưa quý vị, cái thời gian đó nếu mà so với cái thời gian của vị chánh đẳng chánh giác khi còn là vị Bồ Tát ngài Bồ Túc Ba La Mật, cái thời kỳ mà phát nguyện trong tâm là cái thời kỳ cũng đã trải qua nhiều vị Phật. Thời kỳ phát nguyện ra lời cũng trải qua nhiều vị Phật. Thời kỳ được thọ ký cũng trải qua nhiều vị Phật rồi mới thành bậc chánh đẳng giác. Cho nên chúng ta tính kể về thời gian lâu dài thì cũng là một cái sự kiện khó, khó có thể kiên trì được. Và cái trường hợp thứ ba đó, ở khía cạnh thứ ba thì chúng ta phải biết ở đây là một vị mà tự mình khởi
lên cái trí tuệ mà thấu triệt được, liệu tri được tứ đế, không có thầy chỉ dạy mà vẫn hiểu một cách đúng đắn về bốn cái chân lý đó thì phải nói là khó. Còn như đối với hạng thinh văn đó, là do nghe pháp của bậc chánh đẳng giác mà thành tựu, thì nhờ nghe hiểu không nên không có bị lầm lạc. Đi vào tà kiến thì vì mà liễu tri pháp vậy đó thì cũng được xem như là giải thoát khỏi trần lao, không có đi vòng quanh theo tà kiến. Nhưng mà giờ có sự hướng dẫn cho nên cái này thì nó dễ hơn. Còn đối với vị độc giác, vị toàn giác đó, thì nhưng mà toàn giác khó nhất, hiếm nhất, quý hiếm nhất. Đối với một vị độc giác thì vẫn tự mình ngộ lấy chỉ dạy, mà chỉ hành và đầy 100 ngày tiếp nhưng mà đối thì phải đến 30 pháp độ và trải qua không tính kể được. Như là toàn giác mà thuộc về hạn trí Panyatika thì tổng cộng 3 thời, thì thời kỳ phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời và thời thọ ký, tổng cộng như vậy là 20 a tăng kỳ ở Sankhya với 100.000 kiếp, 100.000 kiếp, 100.000 kiếp sống. Thì thưa quý vị, cái con số 100.000 kiếp sống đó là số lẻ của a tăng kỳ, bởi vậy cho nên ở đây mới ở trong chú giải mới xài cái từ gọi là Sattasahasrathika. Kappasattasahasrathika dve asankhya asankhyaya asankhya asankhya yani. Tức là số lẻ 100.000, 100.000 kiếp sống đó thì cũng là số nhiều rồi đó. Rồi còn nói chi là thêm 2 an tăng kỳ, 100.000 kiếp nữa thì nó cũng khá mệt đó số nhiều. Cũng như khi mà chúng ta nói người mà tự mình tin, nhân loại chưa biết được điều đó mà họ phát minh ra điều đó thì đó là khó. Còn khi họ đã phát minh ra rồi và đưa cái công thức đó và ở trong học đường, trong trường lớp người ta dạy, thì những người học sinh mà được học được hiểu những cái định lý, những cái công, những cái quy trình về khoa học kỹ thuật mà do
người khác truyền lại thì nó dễ hơn là cái người phát minh ra. Cũng như thế nào thì ở đây một vị độc giác hay vị toàn giác tự mình ngộ lý không thể chỉ dạy, thì cái đó mới khó hơn, khó hơn những vị thinh văn. Và như vậy chúng ta phải hiểu rằng là một người mà tự dấn thân vào một cái con đường, tự mở ra một con đường để đi, thì đó là cái chuyện khó. Bởi vì không biết trên đường đó gặp hiểm nguy như thế nào, trở ngại như thế nào thì nó cũng phải vượt qua. Người mà khai sơn là vất vả, còn cái người mà đi theo dấu vết cái con đường mà đã được khai mở thì đó là dễ. Cho nên ở đây trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Dân Đẳng thì chúng tôi xin được trả lời có bấy nhiêu đó. Xin kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng từ tòa thủy siêu. Bạch tòa thủy siêu, từ tòa quan hỷ trả lời một câu nữa rồi thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Tại sao mà khi mình nói đến Phật Pháp thì chúng ta nói tới sự thật như là tứ đế, và chúng ta cũng nói đến trí tuệ, tức là khả năng hiểu biết. Bây giờ đó, thì cái người mà không có trí tuệ thì mình không nói đi. Dạ, một cái người mà đã tu ba la mật nhiều như thì kheo Đề Bà Đạt Đa, tức là so với đệ tử Phật phần đông thì Đề Bà Đạt Đa đó, nhưng tu giả Đề Bà Đạt Đa là đã tu tập những cái ba la mật để trở thành một vị Phật độc giác, có sự mình giác ngộ trong tương lai. Tức là cái căn tính thì cũng sâu dày chứ đâu phải là tầm thường. Dạ. Nhưng mà trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì vị này không trở thành một cái người hiền thiện được, mà lại rơi vào những ác nghiệp rất là nặng nề, mặc dù có học Phật pháp đó, mà bằng dầu căn tính. Và trong đời sống hàng ngày của chúng ta thấy rằng có những người trí thức, rất là trí thức, trình độ rất là cao, thậm chí họ nghiên cứu Phật học, thậm chí họ làm tiến sĩ về có luận án tiến sĩ về Phật học, thậm chí là đi dạy ở trong các trường đại học về Phật học, nhưng mà họ vẫn không phải là Phật tử. Thì chúng ta giải thích như thế nào là tại sao có những người trí thức mà ngay cả họ thì không hiểu Phật pháp, nhưng mà không lãnh hội và không đem được Phật pháp vào trong đời sống của họ? Thì xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ giải thích cho điều này. Kính bạch thì cần cái thứ gì? Chúng sanh ở đời rất là đa dạng, và cái trí tuệ cũng đa dạng. Chúng tôi gọi là người trí thức á, là người đó chỉ có tri văn do học hội ở trường lớp, nhưng mà cái người trí thức chưa chắc gì lãnh hội được tứ đế, bởi vì cái phạm trù mà liễu tri tứ đế đó, để đưa đến sự giác cùng, cái phạm trù đó nó đòi hỏi vốn yếu tố
Một cái yếu tố thứ nhất là người này đã trải qua trong quá khứ tu tập 10 pháp độ, hoặc là 20 pháp độ, hoặc là 30 pháp độ. Cái điều thứ hai đó, tức là khi mà tu tập về những cái hạnh lành như ba la mật, thì vị nào mà tu tập những cái thiện pháp đó như bố thí trì giới v.v. mà nó có được cái đấy khâm bát achà sa giác, tức là có cái khuynh hướng xuất ly, khuynh hướng xuất ly, thì cái người đó mới có được cái sự giải thoát ngay trong tại. Còn nếu như làm thiện chỉ là làm thiện làm theo cái bản tính của người đạo đức vậy thôi, chứ không có cái khuynh hướng gọi là xuất ly, nhàm chán cái tam giới, thì như vậy khó lòng mà giải thoát được. Cái điểm này là điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Bởi vậy cho nên đối với vị Bồ Tát tu tập là phải có 6 cái khuynh hướng achasaya: khuynh hướng vô tham, khuynh hướng vô sân, khuynh hướng vô si, khuynh hướng xuất gia, khuynh hướng viễn ly, rồi khuynh hướng xuất ly. Thì như vậy vị này mới có tiến đạt được cái sự giải thoát ngay trong hiện tại này một cách nhanh chóng. Cho nên muốn có được cái khuynh hướng đó thì quý vị đâu phải là bậc trí thức nào ở trong xã hội này cũng đều có sát cái khuynh hướng đó đâu. Và cái điểm thứ ba đó là ngay trong hiện tại ngay trong kiếp sống hiện tại này, người này phải bỏ đi những cái ác pháp. Trong những cái ác pháp đó là không có vi phạm vào trong kiếp sống hiện tại này, không có phạm vào 5 nghịch đại tội và có ác tà kiến. Chacha-phit-tha-ni Atha-pô-ca-tung, tức là không có phạm vào 6 cái điều đó thì mới có thể hy vọng là đạt được. Còn nếu như mà phạm vào cái đó rồi thì không thể nào đắc được đạo quả. Và cái điều thứ tư đó, là phải thực hành đúng theo chánh đạo, tức là đi đúng theo cái đường lối gọi là Maccima Patipada, tức là đi theo con đường bát chánh đạo, thì như vậy mới đắc được đạo quả, chứ đâu phải chuyện dễ được. Cho nên đó, trong 4 cái sự kiện đó, trong 4 sự kiện mà đưa ra đó, thì chúng ta phải nhớ như thế này, nhớ tóm tắt như thế này.
cái nhân, nhân duyên ở quá khứ là phải có hai điều. Một là phải đào tạo pháp ba la mật đầy đủ. Thứ hai nữa là cái thường cận y duyên là phải có những cái khuynh hướng của vị Bồ Tát, sáu cái khuynh hướng vị Bồ Tát. Còn nói về nhân duyên ngay trong hiện tại đó, là vị này không có những cái phiền não sâu nặng, không có những phiền não ác pháp sâu nặng, và vị này phải đi đúng vào cái con đường chánh đạo, thì như vậy mới có thể lãnh hội được cái chánh pháp, tức là chứng nghiệm được đạo quả, liễu tri được tứ đế. Chỉ lấy bốn cái điều đó thôi thưa quý vị, thì qua bốn điều đó đó là chúng ta thấy rằng là người trí thức họ chỉ có học vị, có bằng cấp thôi, chứ chưa hẳn là họ bị gì. Còn Đề Bà Đạt Đa đó, mặc dù trong quá khứ đã có tạo ba la mật và có cái chí nguyện là để thành tựu chánh đẳng chánh giác, có thành tựu quả vị Phật đồng giác, nhưng mà ngay trong hiện tại do vì phiền não sâu nặng, chính cái phiền não sâu nặng đó đã khiến cho Đề Bà Đạt Đa phạm vào hai đại nghịch tội, tức là làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng. Thì như vậy kể như là mất đi, kể như là mất đi cái cơ hội rồi, trở thành áp pháp vô bút lô, tức là người không có khả năng giác ngộ ngay trong cái hiện tại. Mặc dù trong tương lai thì ba la mật ở trong quá khứ vị đó có làm được, nhưng mà từ ở dưới đường sinh lại thì vị đó mới có thể giảm trừ phiền não và mới có cái khuynh hướng để mà đắc được quả Phật đồng giác, chứ còn ngay trong hiện tại thì vô phương. Vừa qua sẽ thấy vị một người có niềm tin, sau này có niềm tin vào người hộ trì Tam Bảo mạnh mẽ, nhưng mà vì trước đó do thân cận với kẻ ác là Đề Bà Đạt Đa mà A-sa-thế đã phạm vào cái đại nghịch tội là giết cha, là vua Bimbisara, vua Bình Sa Vương. Cho nên dầu cho nghe cái bài kinh Samayapala số 8, bài kinh Samu Quả, nghe như vậy nhưng mà chỉ khởi được cái niềm tin của Y Tam Bảo, tâm được nhẹ nhàng thôi, chứ còn không có chứng được đạo quả. Và cái tội đó nó trở thành cái gọi là Samatha, gọi là Mitchata Nijata Thamma, là cái pháp cố định phần tà, tức là cho quả nhất định sanh báo nghiệp, sau khi chết sanh xuống địa ngục độc sâu. Thì ở đây chúng ta cái câu hỏi là hỏi tại sao có những người trí thức lại không lãnh hội thấu đáo khi nghe hoặc là nghiên cứu Phật pháp, thì chúng tôi xin thưa rằng là nó bị kẹt ở trong bốn cái điều kiện đó mà không có lãnh hội được. Cái chữ lãnh hội ở đây, lãnh hội thấu đáo có nghĩa là cái sự chứng đắc hay là liệu tri được tứ đế. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng nêu lên như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa cái trên Thượng Tọa Thầy Siêu, bây giờ thánh Thượng Tọa Thầy Siêu đi nghỉ. Thượng Tọa Thầy Quyền ơi, Thượng Tọa Thầy Quyền có trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Quyền
xin trình xin đời cho cô thôi được số 3. Dạ, xin tôi thưa quyền nha. Nó ít nghe thì nhiều, nhưng mà người biết lắng nghe, tức là để mà hiểu, nghe để mà thâm nhập, nghe để mà lãnh hội thì lại không có nhiều. Thì xin tôi thưa quyền quán hỷ giải thích là khi mình nghe pháp như thế nào gọi là biết lắng nghe. Cái tên thưa tôi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa quý chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phước Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tùy Tri Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Để hỏi câu hỏi rằng chúng ta nghe pháp như thế nào? Nghe pháp thế nào gọi là biết lắng nghe? Trong hội chúng nghe đó, ai cũng có cái tai thì chúng ta nghe. Chúng ta nghe âm thanh. Là một chuyện. Nhưng âm thanh đó đó, nhĩ thức này nó bất cảnh thinh đó. Nhưng nó có cảnh thân như thế nào? Như đó mới gọi là một sự lắng nghe. Thí dụ như bây giờ hôm nay thuyết về cái đề tài liễu tri, thì chúng ta biết là liễu tri về nhân quả hay liễu tri về tứ đế vân vân. Đây là ví dụ như đó. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu nhân quả như thế nào? Bởi vì giảng sư giảng ở đây các pháp do hành hành động của chúng ta là thân ác, khẩu ác, ý ác, từ hành đó nó sanh ra, tạo cho chúng ta nhiều đau khổ, sự đồng ý. Nếu như gọi là hành đây những hành động ác của chúng ta hoặc những hành động thiện thì sẽ mang lại quả lành. Hay là chúng ta tu tập, hãy dừng lại để tu tập, đừng có bị phóng dật, đừng có bị chụp cái chỗ cảnh này bắt cảnh kia, mà tâm hãy an trú chánh niệm ở tại chỗ. Hay là chúng ta biết buông bỏ thì tất cả nghe hết. Nhưng chạy rằng việc ác, hành động ác kết quả ác, hành động thiện kết quả thiện, thì chúng ta vừa nghe, để chúng ta nghe pháp một cách cẩn trọng từng lời giảng của vị giảng sư, bắt đầu chúng ta thẩm nghiệm. Chúng ta nhớ cái thẩm nghiệm. Nếu như nói rằng mình buông bỏ sẽ được nhẹ nhàng, bởi vì mình quá câu thúc, mình quá chấp trên mình đau khổ. Bây giờ mình buông bỏ xuống, đừng có câu thúc, đừng có chấp nữa. Đường xa mà ôm mắt nhiều, ưu tư nhiều, sự mệt mỏi, sẽ đau khổ. Thì khi chúng ta có sự suy nghĩ như vậy thì đó mới là một sự sự biết lắng nghe. Lắng nghe và thẩm sát nữa nha. Nghe là một việc, mà phải biết thẩm sát trên cái lời giảng, trên cái chi pháp, trên cái lý từ của vị đó. Cho nên chúng ta biết lắng nghe pháp. Khi vị giảng sư đó giảng có trật đề hay giảng sai pháp, không đúng chánh pháp, chúng ta biết liền. Chứ phải biết lắng nghe xong rồi đầu kia chúng ta vỗ tay, chúng ta vỗ tay, kia chúng ta cười, chúng ta cười, kia chúng ta nói phải là vậy. Hay là cả một hội chúng im lặng như vậy, họ bắt đầu cười cái rần lên, một cái vỗ tay rần rần, thì chúng ta sẽ xem đó là hội chúng biết lắng nghe chưa chắc. Hội chúng biết lắng nghe này là hội chúng biết thẩm sát từng lời của vị giảng sư, của Phật ngôn. Bởi vì vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai, mà chúng ta là người thính chúng, để chúng ta bằng cái lỗ tai này, bằng cái nhĩ căn nhĩ thức này, nó phối hợp để chúng ta có một sự suy tư. Từ cái sự suy tư đó, chúng ta đang an trú trong pháp, hay chúng ta đang nếm trải, chúng ta đang nếm hương vị của Phật pháp,
thì như thế chúng ta gọi là biết có sự lắng nghe. Thì quả thật sau khi đó đó, chúng ta thẩm sát rồi chúng ta bắt đầu phải thọ trì và chúng ta thực hành theo. Bây giờ mình biết buông bỏ. Tại sao mà có những cái thời pháp ngày xưa đó, người ta chứng đắc liền khi mà pháp độ người ta đầy đủ chín mùi, được Đức Phật ngày thuyết giảng, được Đức Phật ngày đích thân ngày giảng thuyết, thì vị ấy có căn cơ ở chín mùi, đã từ tiền thân đã gieo pháp độ ba la mật đã đầy đủ, vị ấy giác ngộ ngay. Nhưng ngày hôm nay không có những người giác ngộ, nhưng kính thưa quý vị, có những người biết lắng nghe và cũng có sự thực hành tốt, có sự thẩm nghiệm tốt. Bây giờ người ta quá tham chấp thì phải cũng biết buông bỏ. Người ta chưa hiểu về nhân quả, chúng ta sẽ hiểu được nhân quả. Rồi những hành động ác người ấy bỏ, mà chúng ta gọi là phóng hạ đầu đau đó, nhà phóng hạ buông bỏ, trường buông bỏ đau. Vì người đó chưa có giác ngộ, chưa có chấm dứt sinh tử khổ đau, nhưng chúng ta gọi là giác ngộ tạm thời. Người ấy cũng đang giác ngộ tạm thời đó, đang cũng buông bỏ đấy chứ. Những thói hư tật xấu, những cái mà chúng ta chấp hờn, những cái mà chúng ta quan kết, thôi hãy sống bằng từ bi trong tâm tư của mỗi con người. Nếu như cái sự buông bỏ, cái sự hiền thiện nó khởi lên thì thế giới này mới được an lạc của mỗi người. Thì khi chúng ta đang nghe là một sự thẩm nghiệm cẩn trọng mà thọ trì, mà chúng ta gọi là y giáo đó, nghe cái lời giáo dẫn một cách cẩn trọng và chúng ta mới thực hành được. Chứ còn nghe như chưa hề quen nhau, nghe những cái tinh thần biết ghi nhận đó là nghe, là chưa phải là hiểu biết, chưa phải là cái giá trị lắng nghe diệu pháp được. Mà ở đó tâm tư của chúng ta đặt cái tâm của mình vào trong cái lời giảng, đặt tâm của mình nghe, và chúng ta nghe đó để chúng ta có sự suy tư, chứ phải nghe vị dẫn sư bắt đầu rồi. Vị dẫn sư đó có cái giọng trầm bổng, có cái giọng hay, có cái giọng im, có cái giọng ấm, vân vân, là chúng ta không phải là nghe diệu pháp nữa. Dĩ nhiên nếu như vị nào có được cái giọng trầm ấm, nói nó truyền nhiễm, nó truyền cảm, thì chúng ta nhị thức này nó thọ xả, nó nghe nhẹ nhàng hơn. Mà có chừng lúc đấy chúng ta bắt cái cảnh âm thanh đó mà chúng ta chạy theo, mà đó vừa lòng với cái đó thì chúng ta cũng chết, nên chúng ta cũng không có sự lắng nghe nữa. Mà lúc chúng ta nghe cái âm thanh, cái giai âm giai tiết điệu của vị đó, nó phải là tuyệt ngôn, nó phải là nghe kinh, mà đây là sự lắng nghe. Để lắng nghe để mà cái, tại sao đó, bởi vì lắng nghe và phụng hành, hay lắng nghe và thọ trì, lắng nghe và y giáo đó, y theo cái lời giáo đó, để chúng ta lời dạy đó mà chúng ta thực hiện. Chúng tôi nói hết rồi nè. Chứ còn cái sự lắng nghe của một người, thường chúng ta nghe, chúng ta biết nghe thôi, chúng ta không có suy tư, không có suy nghĩ gì, thì thật sự tiếc thay cho cái sự lắng nghe đó. Thì tất cả chúng ta sẽ được an lạc. Còn nếu như chúng ta nghe mà chỉ biết nghe u lì như vậy, cái sự đó không phải là một sự thọ trì diệu pháp. Và ở một cấp độ khác nữa, khi chúng ta nghe thì chúng ta thẩm sát, chứ chúng ta nghe rồi chúng ta ghi nhận, nghe à, thì đó không phải là cái sự nghe pháp. Đó chính là một sự tu tập của cái thiền quán. Mà khi âm thanh khởi sinh lên, người ta hát, người ta ca, người ta giảng, người ta nói gì đó, vì ấy chỉ bị ghi nhận cái nghe thôi, thì cái đó cũng không phải là một sự lắng nghe, mà chỉ biết như thế và cho nó qua, trở về với chánh niệm. Thì kính thưa quý vị, cái sự tu tập
ở trong cuộc đời này, chúng ta cần phải có một cái, cần phải có một cái sự suy nghĩ một cách rõ ràng, một cách trân quý nó. Và kính thưa quý vị, nếu mà được lắng nghe diệu pháp, đây là một cái gọi là một cái phúc lành cao thượng ở trong Ăn Cánh Xuất Tác. Sự lắng nghe diệu pháp mà nghe được diệu pháp. Và kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta được nghe được diệu pháp thì đó là phước báo vô lượng công đức. Nếu như chúng ta được thẩm nghiệm nữa thì chúng ta có cái duyên gần với Phật pháp, và chúng ta được thực hành trên những cái lời dạy đó nữa thì tuyệt vời cho cái sự lắng nghe. Cho nên vì vậy không phải là một chuyện bình thường đâu. Chúng tôi nhớ hồi xưa sư trưởng dạy cho các vị pháp sư nhỏ đó, tụi con chỉ học thuộc lòng đi lên nói không sao đâu. Có sư thì quý vị biết, sư trưởng lên cho nó một điều như thế này là làm cho tạo cho các vị sư trẻ an tâm. Nó các vị nhớ một điều á, dầu cho các vị đến đây, các vị sư trẻ đến như là một sự trả bài, mà cái sự trả bài này nó bằng một cái lời nói của vị ấy, thì quý vị biết là quý vị hữu duyên hữu phần lắm mới được nghe một cái câu Phật ngôn của Phật. Chúng ta thấy tuyệt vời chưa? Bao nhiêu đó thôi. Nhưng cái điều đó là như thế nào? Là chỉ nghe một câu Phật ngôn như là lặp lại, ví dụ ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tắc. Nếu nói hay làm bằng hành đạo mà động ác thì đau khổ sẽ mất theo sau, như bánh xe lăn theo con vật chẳng xe. Mà vì mà lúc làm còn bị pháp sư trẻ mà, thì sư trưởng nói quý vị yêu cầu quý vị chỉ lắng nghe lại một câu Phật ngôn thôi là chúng ta cũng phước lành cao thượng. Chứ đừng nói chi ngày hôm nay trong một thời giảng dạy rất nhiều câu Phật ngôn, rất nhiều lý pháp để chúng ta có thể thọ trì, có thể đón nhận, có thể trao dồi tri kiến của mình, hay là lấy đó là một cái thẩm nghiệm, hay là một cái sự buông bỏ, một cái sự giác ngộ gọi là tạm thời, một cái sự giác ngộ của chính họ bừng tỉnh lại, thì đó chính là một sự lắng nghe mang tính tốt đẹp nhất. Dạ, kính bạch thượng tọa, đây là chính cái câu trả lời của chính con là như thế. Nếu có điều gì cần muốn tốt thì kính cung tỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú cái trường thượng tọa tuyệt quyền. Thượng tọa pháp tân ấy, thượng tọa có còn ở trước máy và thượng tọa có nghe được? Nếu thượng tọa pháp tân còn ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô số 4. Dạ, thượng tọa pháp tân, chúng ta thấy trong bài kệ của vị thiên tử đọc và Đức Phật trả lời đều có đề cập đến hai điểm, là phần đông chúng sanh là hay a thông, tức là hãy nghe theo lời của người khác. Ở đây chúng ta gọi là Pravedi đó. Và có những rất ít người tự thân mình có thể giác ngộ, tức là sống bằng cái chủ kiến riêng của mình. Thì thượng tọa Pháp Thân Quang Hỷ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm là làm sao chúng ta vừa biết lắng nghe người khác mà đồng thời cũng có thể bảo vệ lấy chủ kiến của mình. Tại vì có những người thì hay nghe theo người khác thôi, và có những người thì luôn luôn chấp khư lấy cái chủ kiến của mình. Làm sao chúng ta có một cái thái độ mà tương đối gọi là phải chăng, không rơi vào hai cực đoan đó? Kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tự Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, Sư Nguyên Thông, đại đức Tề Trí cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Theo con thì con nghĩ rằng ở đời này thì chắc là người ta cũng có nhiều cái, có nhiều người họ cũng theo cái hướng của phần đông. Vì người ta có thể là thấy đa số những người như vậy theo rồi mình đi theo, mình có cái phương hướng gì chứ cũng chưa hiểu gì cái đối tượng mà mình theo, mình có cái phương hướng đó như thế nào chúng ta cũng chưa có biết rõ. Nhưng mà thấy người ta đi đông, có cái phương hướng theo số phần đông như vậy, cái là mình đi theo thôi.
Rồi có người thì riêng theo cái chủ kiến của mình, bất chấp là ai, bất chấp là đúng hay là sai, mình nghĩ rằng cái quan điểm của mình, cái việc mình suy nghĩ nó là đúng, nhưng mà nó không nghe theo ai, thì cả hai cái điều đó chúng ta thấy nó cũng nó là cái không tốt, nó có không tốt. Như trong kinh đó là phân hướng theo đời, phân hướng theo thế gian và phân hướng theo mình, và phân hướng theo pháp. Thì cái phân hướng theo đời hay là thế gian đó, thì đó là theo cái phần đông. Phân hướng theo cái chủ kiến của mình thì cũng chưa chắc là, bởi vì mình đó là người còn phàm phu, những cái chủ kiến của mình là những cái sai, có cái đúng, chứ không phải là cái nào cũng đúng, cũng không phải là cái nào cũng sai. Như vậy thì nó cũng không đúng. Và cái phân hướng theo pháp thì nó là cái vừa phải. Thì ở đây con nghĩ rằng là để mà mình không có cái phân hướng mình nghe theo người khác á, thì mình có cái quyền để mà mình suy xét, chứ mình không có dội, không có dội phân hướng theo cái người nào. Thấy phần đông đa số người ta có theo cái người đó như vậy, theo lời người đó là như vậy, thì mình cứ theo thôi. Mà mình cần phải có cái sự suy xét, sự suy xét. Rồi bây giờ mình phải hạ cái tâm của mình xuống, hạ cái bản ngã của mình xuống, mình có thể nghe. Thì ở đây hạ cái bản ngã đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình để dẹp cái bản ngã của mình xuống thì mình mới có thể lắng nghe được. Cái lắng nghe đó, cái lắng nghe đó cộng thêm cái mà mình có cái sự thẩm định suy xét này, bằng cái trí tuệ, bằng cái sự hiểu biết của mình, thì cái nghe đó nó cũng vừa tập cho mình cái tâm nhu nhiến biết lắng nghe, và nó tập cho mình biết tiếp thu của những người khác mà ở tiếp thu cái chỗ hay, tiếp thu cái điều đúng, cái điều phải, thì chúng ta mới thực hiện theo những cái điều đó. Bởi vì Phật pháp thì không phải chỉ có cái niềm tin không mà đủ, mà cần có cái trí tuệ. Trí tuệ cộng với cái niềm tin nữa thì giống như là một cái điều mà mình có nghe theo người khác, nhưng mà mình có cái sự thẩm định. Thì cũng như vậy, đối với cái gì mình suy nghĩ đó, thì mình lấy cái đó không thì cũng chưa có phải là cái suy nghĩ theo cái của mình, không cũng chưa đúng. Cho nên là mình cần phải biết lắng nghe, học hỏi những cái gì hay, những cái gì đúng của người khác. Từ đó mình tập cho cái tâm mình nhu nhuyễn, để rồi mình biết trao dồi, biết sửa đổi cái nào đúng, cái nào sai. Cái nào đúng thì cái người đó họ sẽ thực hành, cái nào sai thì mình biết bỏ. Còn mình chấp theo cái chủ kiến của chính mình không thì chưa chắc đã đúng. Vì vậy cho nên là cái điều đó cũng là một cái dở, cái không đúng, cái không tốt cho bản thân của người đó. Còn nếu mà cái gì mình cũng xu hướng theo người khác đó, quan điểm của người khác, bởi vì một phần đông là vì cái gì đó, thì cái đó chúng ta nhiều khi nó hay có những cái sự xu hướng, mà cái xu hướng đó nó cũng chưa có chuẩn xác, bởi vì mình chỉ thấy, chỉ nghe như vậy thôi, chứ mình chưa có thực nghiệm. Còn trong khi một người mà có biết lắng nghe, rồi biết lắng nghe học hỏi của người khác, rồi biết suy tư để mà mình sửa đổi, thực hành theo những cái gì đúng nhất mình thực hành, cái gì không đúng thì mình bỏ, và mình có cái chứng kiến của mình, thì cái đó mình mới hiểu được cái tâm của mình, hiểu được cái tâm trạng của mình, hiểu được cái sự mà mình đang hiểu, đang hành là có đúng hay không. Chứ còn nếu mà mình phân hướng suông theo một số đông thì nó cũng không tốt. Mà mình chấp theo cái chủ kiến của mình hoàn toàn hết, ai nói gì cũng không nghe,
nghe nữa, thì chưa chắc đã đúng, chưa chắc đã đúng. Vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái điều này đó là giống như một người mà y cứ vào pháp, mà y cứ vào pháp đó đó là cái mà chúng ta biết lắng nghe những cái đúng, cái hay, cái chánh pháp, để rồi chúng ta đem ra thực nghiệm. Và cái thực nghiệm đó nó có được cái sự lợi lạc đến đâu của chính bản thân của mình, thì mình mới có cái chứng kiến cho chính mình, chứng kiến của chính mình, thì cái đó mới thật sự là nó có lợi lạc cho chúng ta rất là nhiều, và nó có cái sự bền chặt lâu dài ở trong cái đời sống, hay là tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập của mình. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy nha. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Tịnh. Bạch Chi Thúc Đức và thưa quý vị, tiếp theo xin được có thêm một vài chia sẻ với quý Phật tử nhân bài kinh ngày hôm nay đã được Thượng Tọa Pháp Thân giảng dạy. Ở đây chúng ta cần lưu ý rằng khi mà nói rằng một người liễu tri được pháp, cái chữ pháp đó thì nên viết khoa, và nếu chúng ta không viết khoa đó thì chúng ta nên dịch thoát đó là chân pháp, là diệu pháp. Tại vì chữ pháp có thể hiểu chung là tất cả cái gì thuộc về hiện tượng mà tâm ý thì lãnh hội được. Nhưng mà chữ pháp ở đây đó là những cái pháp thực sự có lợi lạc. Những pháp có thể khai tâm, những cái pháp có thể đưa chúng ta đến bờ giác ngã, gọi là chuẩn bị khai ngộ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là mình sống giữa cuộc đời này, mình biết có nhiều thứ lắm, nhưng mà có một số cái biết đó mà nó dẫn chúng ta đến chỗ thành công. Có những cái biết đó mà nó dẫn chúng ta đến cái chỗ gọi là cảm thấy rằng ồ, đó là việc rất là đáng biết. Bởi vì ngày xưa sư trưởng hay nói đi nói lại câu nói của một vị nhân, đó là ở đời có ba thứ dốt, là không biết cái đáng biết, biết cái không đáng biết, và khi biết mà biết không rành, cả ba cái đấy đều dốt. Nhưng mà đó là không biết cái đáng biết và biết cái không đáng biết, thì có nhiều cái điều là sự thật nhưng mà nó lại không đáng biết. Vì vậy khi mà chúng ta nói một người liễu tri được pháp đó, thì pháp đó nên được viết khoa, hoặc giả là dịch là chân pháp hay là diệu pháp, tức là cái pháp mang lại lợi lạc. Thưa quý vị, thật ra thì con người sinh ra đa số có cảm thọ như phần lớn nhóm sạch, rồi lại có tâm thức lại để biết. Nhưng mà bên cạnh cái cảm nhận của cảm thọ, cái biết của tâm, chúng ta còn có một cái biết khác rất là quan trọng, đó là cái biết của trí. Và cái trí đó nó có được sử dụng tốt hay không là nó tùy ở mỗi người. Về điểm này thì chúng ta không thể không lưu ý. Như bài giảng của Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa dùng rất là nhiều thời gian để nhấn mạnh về cái hiểu qua tứ đế. Tứ đế ở đây là thứ nhất, chúng ta cần biết rõ về khổ đế là sự thật, sự thật về cái thực trạng, về cái bản chất của chính mình. Cho dù nó là đẹp, là xấu, nó là cái mà mình thích thì không thích thì nữa, nhưng mà đã sống thì nên biết vấn đề. Mà thường là vấn đề là cái gì không có đẹp. Ví dụ chúng tôi đang đi bác sĩ, và bác sĩ thường nói chúng tôi biết là chúng tôi bị những cái vấn đề sức khỏe này, vấn đề sức khỏe khác, thì thật ra nó không phải là điều thoải mái. Nhưng mà một cái người mà đủ cái nghị lực, đủ sự trưởng thành, thì người đó nên hiểu rằng mình lớn rồi thì mình nên hiểu, nên biết những vấn đề của mình. Và mình từ chối, mình chối bỏ vấn đề thì cái sự từ chối nó cũng có vấn đề. Và người chưa trưởng thành thì người đó không dám nhìn vào vấn đề. Nhưng mà cái người mà có đủ cái sự hiểu biết rồi, mình không hiểu vấn đề làm sao giải quyết được,
Dạ, quý vị thấy rằng từ cái chuyện dạy con cái cho đến cái chuyện ở ngoài đời công ăn việc làm, rồi những việc sinh hoạt với tu cũng vậy, là nếu chúng ta không chấp nhận vấn đề, không hiểu rõ vấn đề và không tôn trọng sự thật thì chúng ta không có đến chúng ta không thể nào tìm ra cái giải pháp cho vấn đề được. Cũng giống như là không có ai mà tìm được cái phương thuốc mà lại không thừa nhận căn bệnh của mình và không hiểu rõ căn bệnh của mình mà gọi là mình tìm được cái thuốc. Thật ra cái chuyện mà cái khả năng chấp nhận sự thật, và dù sự thật nó không có vui thì đi nữa, nó là một cái dấu hiệu trưởng thành. Rồi mình tìm hiểu được sự thật rồi thì mình phải có cái can đảm để tìm ra cái nguyên nhân của vấn đề. Có đôi lúc chúng ta nhận là mình có vấn đề đó, nhưng mà mình lại đổ thừa rằng do anh A, bà B, do vợ, do chồng, do người này kia. Ít khi nào chúng ta thấy được là cái nguyên nhân của vấn đề. Và một điều rất là khó để suy nghĩ rằng cái nguyên nhân đó nó đến từ ở sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta, và nó cái nguyên nhân đó lại là cái gì mà chúng ta lại nghe theo nhiều nhất. Dạ, mình tưởng tượng đi, ông vua có một số các quần thần, và trong đó có một định thần, mà định thần đó được nhà vua lại tin tưởng, tin dùng, và vị vua đó lại có nhiều cái thiện cảm với người đó. Mà bây giờ những người khác họ nói là cái định thần đó chính là vấn đề của triều đình, định thần đó chính là vấn đề, là cái căn nguyên của nhiều vấn đề khác, thì ông vua rất là khó nghe. Ngay cả chính Đức Phật, bổn sư của chúng ta, khi mà ngài giác ngộ ở dưới cội Bồ Đề, ngài nhận ra cái nguyên nhân mà gây ra tất cả đó là sự khác ái và tanh ha, thì lúc bây giờ ngài mới nói rằng chính tanh ha là người thợ đã kiến tạo ra cái ngôi nhà sanh tử, và bây giờ thì ngài chính là người đã nhận mặt thật của cái gọi là cái nguyên nhân đau khổ đó. Thật ra tôn trọng được sự thật và chịu khó tìm nguyên nhân, và ngay cái nguyên nhân đó là cái gì rất là thân thiết ở bên cạnh mình, thì mình phải nhìn nhận nó là chuyện không dễ. Rồi thấy được nguyên nhân thì quý vị chúng ta phải có đủ cái xác suất để nhận ra cái giải pháp, và nhiều khi cái giải pháp đó nó không có đơn giản để chúng ta chấp nhận. Thí dụ như là chúng ta khổ vì nông quẩn, nhưng bảo rằng chấm dứt nông quẩn thì đạt đến chỗ tịch tịnh, và tịch tịnh đó là niết bàn, thì chúng ta nói nông quẩn là khổ, nhưng mà không có nông quẩn thì mình còn gì khổ nữa. Thí dụ như vậy, mình sống thì có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, quẩn, thức quẩn, bây giờ không có nông quẩn thì mình còn cái gì nữa. Dạ, nhưng mà vấn đề là cho dù chúng ta chấp nông quẩn, chúng ta bám víu nông quẩn, chưa chắc chúng ta đã có cái gì. Tại vì nông quẩn cũng có sanh có diệt, mà chỉ khổ nhưng mà chúng ta không thấy được. Mình chỉ có thấy là khi mà không còn có mình nữa thì mình không cam lòng. Dạ, thành ra ngay cả khi mình chấp nhận sự thật về nguyên nhân sanh khổ, cũng chưa chắc mình có khả năng đối diện với cái gọi là giải pháp thực sự, đó là diệt khổ. Và khi mình vậy, mình chấp nhận giải pháp diệt khổ, thì Đức Phật này dạy rằng con đường dẫn đến diệt khổ nó không đơn giản là mình thò tay ra mình lấy được, hay là mình nhắm mắt nhau được liền đâu. Dạ, phải tu tập giới định tuệ, hay là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bản, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chúng ta nói rằng mình muốn làm cái gì đó mà làm chơi ăn thiệt, muốn mình tu cái gì tu tắt, mình làm cái gì tu cho nó gọn, tu cho nhanh, tu nhất kiếp độ, nhất thời chẳng hạn, mình cũng chưa chắc luôn chấp nhận được. Thật ra chúng ta thấy rõ ràng một điều đó là một cái con người sống mà có khả năng tôn trọng sự thật, chấp nhận sự thật là một chuyện khó. Khi tôn trọng chấp nhận sự thật rồi mà có những sự thật mình không thích, có những sự thật rất là đau lòng, nó cũng không phải dễ. Mà thấy được vấn đề, mà chịu khó để truy nguyên ra cái căn nguyên của vấn đề một cách chính xác thì nó cũng không phải chuyện dễ. Mà mình biết được vấn đề căn nguyên, vấn đề chưa chắc mình đã chấp nhận giải pháp. Bây giờ, ví dụ như chúng tôi đi bác sĩ nói bệnh như vậy đó, thì chấp nhận, đúng, mình có bệnh như vậy, nhân như vậy có. Như bác sĩ đề ra pháp trị liệu, chưa chắc là mình đã nghe theo. Dạ. Rồi có cái phương cách trị liệu chưa chắc mình đã cố hành trì, thì bởi vì nó trải qua rất là nhiều những cái ngăn ngại trong đời sống. Và cái không may cho chúng ta như vậy là khi mà chúng ta không có thích
nhìn vào sự thật thì chúng ta lại rơi vào một cái gì rất là thường thấy trong cuộc đời, gọi là sự a tòng theo người khác. Dạ. Đó là lý do tại sao mình thấy trong đời này cái chuyện chánh đáng người ta ít có tin lắm, mà những cái chuyện mê tín, những cái chuyện không đâu ra đâu, những chuyện nói trên trời dưới đất người ta tin nhiều. Thật sự cái chuyện mà con người sống bằng những cái niềm tin tạp nhập, những niềm tin không đâu ra đâu đó, nó đến từ một cái phản cảm tự nhiên của cuộc sống, là mình không có dám đối diện với sự thật. Thì lúc bấy giờ thì mình hay lạc lòng, tức là mình hay tóc bên này tóc bên kia, đi theo người kia. Chúng tôi nhớ là hồi nhỏ có một ông thầy giáo, ông ở kế bên chùa, chùa Siêu Lý đó. Có nhiều khi qua chùa ông chơi buổi trưa và ông nói chuyện, ông nói là có những đứa nhỏ nó không phải là nó xấu, nhưng mà nó sợ học lắm. Dạ, tại vì ở miền quê thì có nhiều đứa nó sợ học lắm, thấy chữ nghĩa nó sợ, và khi nó sợ học thì nó lại thích trốn học, mà khi nó trốn học thì nó lại kéo thực hệ lụy là nó hay cặp với đứa này đứa kia, đi tắt ao bắt cá, thậm chí đi ăn cắp ổi cắp xoài của hàng xóm, cứ làm này kia. Thì những cái việc làm mà nó mình gọi là những cái việc làm mà sai quái quấy của mấy đứa nhỏ miền quê đó, có đôi khi không phải tự nó xấu, không phải nó trèo hàng rào, không phải nó leo cây, nó ăn cắp ổi ăn cắp mía người ta mà nó xấu, mà do nó là một cái thứ phản cảm tự nhiên của cái gọi là sợ cái học. Dạ. Khi sợ cái học thì con người hay rơi vào chỗ đó. Thì ở trong bài kệ này Chư Thiên nói rất là rõ là chúng sanh thì thường hay xu hướng hay a tòng theo những cái nhìn sai lạc. Dạ. Vara-vada tức là mình nghe theo người khác. Dạ. Ở trong này thì Hòa Thượng Minh Châu dịch là Vara-vada là dị giáo, thì chúng tôi không có muốn dùng cái chữ đó, tại vì cái chữ dị giáo trong tiếng Anh đó, thường ta gọi là cái cult, và những người theo trong dị giáo gọi là cultist. Thì ở đây chúng ta nghe có những người có những cái phong trào, họ nói ông này là Chúa Giê-xu ra đời, ông kia là thế này kia, và những cái phong trào dị giáo lại thu hút một số tín đồ. Thì ở đây chữ Paravada có phải như vậy, mà chúng ta nên hiểu chữ Paravada nó là đối lập lại với cái chữ Đức Phật gọi là Sambuddha. Sambuddha là cái chữ tự mình giác ngộ, và chữ Paravada, Paravadesu tức là mình hay nghe, tức là ở người khác, và cái lời nói của người khác. Thì hai cái đó nó hai trạng thái đối lập với nhau. Tại sao mà vị Thiên nói lên một điều và Đức Phật nói lên một điều, là bởi vì cái khuynh hướng phần đông là hay a tộc. Dạ, quý vị thấy tại sao mà người ta mặc đồ theo gọi là thời trang. Thời trang là gì? Thời trang là xu hướng. Năm đó người ta mặc chặt thì mình thấy đồ chặt là đẹp. Năm đó người ta mặc đồ rộng thì mình thấy là rộng là đẹp. Mình thấy người ta đi chùa, người ta tạo tượng thì mình cũng tạo tượng. Người ta thấy đi chùa làm này làm kia, mình cũng làm này kia. Tức là bị theo sự bài vẽ người. Ít khi nào mình ngồi đặt vấn đề là tại sao mình làm như vậy, mình có hiểu rõ như vậy hay không. Và ở câu cuối là một câu rất là đẹp. Dạ, câu cuối Đức Phật dạy rằng những cái bậc mà có khả năng sống với cái chủ kiến mình, tức là tự mình giác ngộ, thì những vị đó có thể có những bước đi vững chãi trên cái hành trình gặp gần. Cho nên chỉ charanti tí là đi, và đi là hành trình, đúng là chỉ charanti là hành trình. Và khi mà chúng ta nói đến cái cụm từ này là cụm từ rất là đẹp, và cái câu này rất là dễ thương thưa quý vị. Charanti là họ đi, và họ đi visame và samá. Dạ, samá là bằng phẳng, visama là không bằng phẳng, hay là gồ ghề. Dạ, samanti. Dạ, samanti ở đây là đi một cách thăng bằng. Dạ, trên cái hành trình không thăng bằng đó là nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu dịch câu này cũng rất là thú vị. Thật dịch là trên đường không thăng bằng họ bước thật thăng bằng. Cũng vui, nhưng mà đại khái là chỉ có những ai mà biết sống với chủ kiến của chính mình, những ai tự thân giác ngộ và không có chạy theo cái xu thế của phần đông,
thì người đó thực sự là một người có can đảm, là người có những bước đi vững chãi giữa cái hành trình rất là gồ ghề này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Xin kính trân chi tôn đức đã vào rung để thuyết giảng. Bình lễ quý ngài thân chào tạm biệt Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài về thắng pháp ở tâm. Chúng ta nói về cảnh đối với tâm. Chúc quý ngài quý vị một ngày an lạc. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Và cảm ơn Sĩ Khoa Nguyệt. Sa thú, sa tành thai, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mật giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Phật dạy. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ. Yang kim chi phu sa la ca mang ca pa pa ge ri ya ma mang ca ye na va cha ma na sa ya se su ka tang ka tang ye sa ye ta ta sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ka tang bu ya pa lang ma ya sa pi pa ki pa wan tu te ye tang ka tang su ri tang ye tang bu ya pa lang ma ya ye cha ta con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiếm nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúng hòa vị nhân sở. Sapang sumangalang kakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti on tu nirontarang o tu sapang sumangalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti on tu nirontarang o tu sapang sumangalang kakan tu sapa devata sapa sangha lupa vena soti on tu nirontarang. Tạm biệt công đức đã làm kiến chiến lành giải thoát, đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chân giác.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bích Á Tham Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ lệ. Nam Mô Bụt Thà Giá. Thank you.